Lại đây nè, đây cô quay cho. Dạ. À, có mấy đứa em học sinh yêu cầu quay được lên YouTube nha. Bữa nay cô chú đi thăm chùa con. Đây. Cái vợ chồng miền quê á con. Ờ à, đây đây đây. Đây. Rồi. Con Phạm Kiều quan tâm nha. Rồi. Một Vĩnh Long. Ồ. Tìm cái nè. Rồi bye bye. Bye bye con. Ông lá, ông lá, ông lá. Đừng có động chạm tới nha. Trời ơi, chiều lục bình nó trâu quá trời trời. Em mến chào cả nhà thân thương của em nha. Hôm nay hai vợ chồng em tiếp tục đi thăm anh chuột bảy chuột nha cả nhà. Em mến chào cả nhà mình luôn nha. Đạt được mấy cái rồi cả nhà thân thương ơi. Đi mà giờ ở đâu tối lục bình à? Bình Châu thấy sợ không? Qua đi kiếm chỗ đặt quá trời luôn không có. Cái đầu tiên sập rồi cả nhà, mà không biết chín đâu. Ờ sập rồi chết quá. Cái cô đó cô bơi xuồng có làm gì á chồng ha? Hôm trước á. Vết tuổi quá. Hả? À, có vết lục bình. Đó là sập luôn kìa, không biết chín đâu. Xa quá. Nó sập đó. Sập hả? Chín đâu mà. Hên xui. Chồng chồng thấy không? Chồng nó mọc nè chồng. Thấy cái này cái con này nè chồng yêu. Ơi sập rồi biết chín đâu nha. Quá con nha. Coi coi. Ơ trời ông chuột cơm quá trời bự. Vậy hả? Trời ơi, chuột cơm đã bá luôn. Ờ. Ôi. Cắn cái bạo rồi vô luôn. Lấy ra được không anh? Chuột cơm bạch đi cả nhà. Ờ. Qua hai chồng đặt được có mấy cái à. Kiếm ba con hai chồng đủ ăn ở đây, chuột cơm này. Đã thiệt. Vớt này dạ cô. Đâu mát hả? Mình cắt mình phơi hả cô? Dạ. Đi thăm cơ chuột. Đi đặt chuột nè. Vài trăm ngàn hả? Dữ vậy hả? Ngon dạ. Ngon hai chồng con nữa. Dạ. Nước lớn này trâu vô mà lúc gài quá trời lục bệnh trâu luôn. Ồ ngày kiếm mấy trăm ngàn cũng im mấy chồng mấy bộ. Ờ. Ngày kiếm mấy trăm ngàn im mấy chồng. Ờ. Ngon. Cổ đi vớt vậy mà cổ kiếm ngày mấy trăm cũng im luôn. Ngay bụi tre đó có chục con bự thiệt ơi. Đâu? Lại mình dính đó. À. Hai con nữa đủ ăn đó vậy. Ừ. Con cũng đủ nữa ăn cái đùi. Hai chồng em đặt vô tới cái cầu ở trước luôn nha. Cầu mới cắt lên trước. Mới xây. Cầu đó lộ lớn lộ mới làm. Qua tối quá rồi rửa bãi có mấy chỗ đặt rồi không đặt. Quá rồi, bãi khó rồi. Đây không dây nè. Ý sao? Cái này cái nè. Đâu có nghĩ đâu, tại thấy gì sao nói vậy à. Sập rồi. Sập nhưng mà không có dính đi. Không thấy con chuột mà thấy gặp không. Ai đâu lấy. Cái sao người ta lấy là lấy luôn. Lắm mà. Lấy người ta lấy luôn cái gặp cái nguồn. Dính kìa. Em ơi. Nằm em ghe kìa. Gì mà đang cua vậy? Phải không nhìn con không? Hỏi không trời. Là chuột xạ không biết. Không, không phải chuột xạ. Dạ hả? Cống, không có cống gì à. Để không nhầm quá à. Giờ hiểu rồi đó, biết rồi đó. Con heo. Con heo cả nhà ơi. Con heo. Là é. É é biết rồi. Đây cái. Có nói vô cái là sùm không? Lâm luôn hả? Đây nhà ơi, vô cái bụi tre dính chút cơm mà chà bá ơi. À. Chuột kê cặp mấy sông này chuột to to. Có nãy lên nè. Chuột to to không có dính lạc cống heo nhỏ quá. Bự. Hai chuột cơm thấy hai chồng em. Thấy ấm cúng cuộc đời đó.
có giò bấy chứ, có bự bự không ha. Ừ. Hai chủ ba chủ còn hai cái kia nữa. Sập luôn rồi, dính rồi đó. Quá trời. Dính rồi. Dính đây rồi. Dính. Xem ghê vậy? Đang có rồi. Rồi nó nữa rồi. Đây con nó nghe nhà ơi. Cái này thì chỉ có muối xả ớt chiên thôi chứ. Thắng nữa nè. Thắng nữa đó. Cầu mới xây đẹp ha. Năm cái rồi, còn cái nữa hết rồi ha. Ừ. Còn cái nữa hết rồi kìa, em thấy dấu kìa. Ừ. Dây đó. Năm cái mà bốn con, năng suất nó cao hơn ngoài đồng nhiều luôn đó bà. Ừ. Rất tiếc là không có chỗ đặt nhiều. Nó bơi gì trong đó đó. Bơi xa quá rồi, bơi không nổi. Ờ. Mà bơi nước ngược về kìa. Đâu em thấy cái gặp đâu chứ nha. Ê đi khỏi buộc em Vĩnh Thường ơi. Dính không? Ừ. Ôi. Qua đất sao tối quá, đất không thấy đường để cho dướng đất trời. Cái gì? Tiếc tình. Tiếc tình. Ôi, không có kết có hai vợ chồng em được bốn con nha cả nhà. Ai. Làm tụi nó heo ăn thử luôn cả nhà. Nó dướng như mũi lục bình này nè. Hai cơm hai chục con heo cả nhà. Dướng như mũi lục bình bơi không ra. Rồi hai chồng em nãy đi thăm sáu cái gặp mà sáu cái sập hết luôn cả nhà, mà dính được có bốn con hả. Được hai chuột cơm nha với hai chuột cống cống lan. Em nghe nói chuột cống lan ăn ngon lắm cả nhà. Hai chồng em thử về muối xả ớt chiên mình ăn thử nó làm sao nha. À, mà xả em mà chuẩn bị chiên nè. Đó, bật lửa lên. Hôm nay ăn mừng nhà mới nè. Ăn mừng nhà mới bằng món chuột cống lan chiên xả ớt. Đây có chỗ mới rồi, chỗ nóng. Chảo nóng hả? Chảo nóng lên cái. Ờ thấy cá đột nhất mà sao mình văng nướng nó không có nhiều chọc. Có hai chục cơm với hai cống lan, bữa nay ăn cống lan thử cho nó ra sao. Em dám ăn không? À, bà nói cống lan này ăn có vị thuốc đó nghe. Vậy đó hả? Ừ. Thơm quá, bát ngát mùi hương, có mùi hủ với hương nữa thơm dễ chịu ghê luôn. Ghê không? Ghê, xả ớt nó thơm mà cái thêm cái mùi hủ với hương nữa thơm, cực kỳ luôn. Cực kỳ không? Kỳ cực không? À. Nhìn cũng hấp dẫn lắm nha, không biết chỗ con lan ăn sao à. Bỏ hậu nhai nuốt. Rồi cả nhà ăn cơm. Ừ. Đó giờ biết con nào cống lan, con nào chuột cơm đó. Không biết. Hết biết rồi. Giờ ăn hí chuột nào ngon là cống lan đó, chuột nào không ngon là chuột cơm đó. Ăn lại cái đùi đây. Đấy, xé ra. Giận quá. Chấm luôn. Mặn ấy ơi, chuột ngon. Muối xả mà. Mặn thiệt. Trời muối muối xả ớt mà kêu còn chấm nữa. Mùi vô cơm luôn nè. Tới nữa kìa, bảo tới nè. Ăn giờ ăn thấy không biết con nào cũng lan, con nào cũng nhâm. Ủa con nào chút cơm. Ăn lại đi. Để ớt quá trời luôn, không cay luôn coi.
cây ngồi gió mát ha. Mình được phải được cái cây nó mát dữ rồi ha. Nốt bứng kè đây. Ừ. Anh thấy ai cũng bình thường mà ta. Bình thường có gì đâu. Thịt nó làm như nó ngọt hơn chuột con nhum luôn á. Con nhum ăn nó cứng hay nó đâu ngọt rồi. Quá. Dễ không? Xé ra đùi ra. Thôi thổ nó dữ à. Rồi mày cả nhà cái đùi luôn nha. À, hai chồng em cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Mời cả nhà. À. Rồi tạm biệt cả nhà. Chuyện sở còn mới ra bắt lại chuyện ngọt ghê luôn nha. Đâu còn miếng chao chấm ngon.